Vâng, ok anh. Lấy một chiếc lân nữa ra vào lấy một con lân dài đó. Dạ vâng ạ, em xin kính chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh An Luân ạ. Và vừa rồi các bác đã nghe qua một chút dạo nhạc với combo của một bộ karaoke với tổng giá trị là 22.650.000 đồng, được theo anh chị Tuyên Dung về với Kim Thành Hải Dương ạ. Thì trong buổi ngày hôm nay, các bác nhìn qua cấu hình giúp em nhé. Em đang lên một cấu hình đó là với một chiếc đẩy TDF Cutic, mã của nó là 850 Pro, một chiếc vang Putin KM320, một chiếc lưng tiếng Prel Edit 2020 và một bộ mic PS VK6. Đây là một đôi loa thương hiệu của Tech nhưng nó là hàng loại 1 của Trung Quốc các bác nhé. Trong những video mấy ngày hôm trước thì chúng em có đăng tải lên video có quay nội thất của những dòng loa Tech này, thì các bác đừng nhầm lẫn giữa hàng loại 1 và hàng xịn các bác nhé. Hàng xịn Tech nó là một thương hiệu đến từ Nhật Bản, thì hiện nay chúng em đều cung cấp cả phân khúc hàng loại 1 của Trung Quốc và hàng chính hãng của loa Tech ạ. Thì trong bộ đồ đây anh trai là một khách hàng rất là quen thuộc với cửa hàng, anh đã về cửa hàng lần thứ 3. Đầu tiên là anh mua sắm thiết bị cho chính gia đình mình dùng, sau đó là anh giới thiệu cho bạn của anh, và đến hôm nay là anh giới thiệu cho em gái của mình lên sắm một combo karaoke như thế này. Thì qua video clip này em gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả những các bác khách hàng, tới anh trai đây ạ, và tới tất cả các bác khách hàng luôn tin tưởng cũng như là luôn đồng hành cùng cửa hàng âm thanh An Luân, cùng vợ chồng chúng em để khai thác tìm ra những thiết bị sản phẩm âm thanh phù hợp, có chất lượng tốt, đạt chất lượng cao để phục vụ các bác ngày càng tốt hơn ạ. Thì trong cấu hình combo karaoke này vừa rồi là anh trai có thử với một chiếc vang TD VK6 Pro. Thì sau khi thử xong thì anh cũng nói rằng là vẫn không thể bằng chiếc vang Putin KM320 này. Thứ nhất là về giá trị đồng tiền nó chênh lệch nhau đến trên 1 triệu một con. Thứ hai đó là về chất âm nó khác nhau hoàn toàn ạ. Sau khi thử qua 1-2 bài hát anh phải gật đầu rằng hãy lấy vang Putin KM320 này, chất âm nó sẽ ngọt ngào, nó sẽ hay hơn. Nó giúp cho cấu hình karaoke của mình nó mượt mà hơn rất nhiều ạ. Thì hôm nay anh trai lên tiếp tục lại lấy thêm một chiếc lưng tiếng nữa. Vậy là trong tổng bộ đồ này là có 2 chiếc lưng tiếng Prel AC2020 Edit các bác nhé. Thì bây giờ anh em cũng đã khớp xong tần số mic rồi, cũng như là sẽ căn chỉnh đồ một cách phù hợp nhất theo những bài nhạc cũng như là theo cách hát của anh khách hàng. Với những combo karaoke thì nó có rất nhiều mức giá trị đầu tư các bác nhé. Các bác cần tham khảo cũng như cần liên hệ tư vấn thì hãy điện thoại qua các số điện thoại của cửa hàng để chúng em hỗ trợ tư vấn cho. Thì bên cửa hàng chúng em cung cấp những cấu hình nó từ những tầm trung, bình dân hoặc là những cấu hình combo karaoke cao cấp nhất đều có. Chỉ cần các bác có nhu cầu hoặc là cần tham khảo tư vấn nên liên hệ với chúng em để chúng em hỗ trợ cho các bác làm sao lựa chọn được những sản phẩm nó phù hợp nhất với giá trị đồng tiền các bác nghĩ ra, cũng như là phù hợp với lại cái nhu cầu sử dụng của những người mỗi gia đình ạ. Trong những combo như thế này đấy thì chúng em đều thắt dây hết và cũng như đấu tín hiệu, đấu dây loa hết cho các bác. Thì các bác về nhà chỉ việc cắm dây nguồn và sau đó là khởi động thiết bị. Và có một chút về kỹ thuật nữa nhé, thì em có thể nói sơ qua. Trong thiết bị combo karaoke này khi các bác sử dụng, trong quá trình bật thì các bác bật từ trên xuống dưới. Ví dụ như trong tổng thiết bị này nó gồm 4 thiết bị đẩy này, lưng tiếng này, vang là mic đúng không ạ? Các bác bật này, các bác bật từ trên xuống dưới. Mình nói như vậy để lôm na để mình có một cái khái niệm cho nó dễ nhớ. Bật thì bật từ trên xuống dưới, tắt thì lại tắt từ dưới lên trên. Có nghĩa là khi bật, các bác bật từ bộ mic này, sau đến con vang này, đến con lưng này, đến con đẩy này. Và khi tắt thì các bác tắt từ con đẩy này, sau đó tắt lần lượt lên trên, để nó tránh hiện tượng lỗ xung đột trên nguồn điện. Khi nó phát ra tiếng bộp ở trên loa, nó sẽ khiến cho các bác giật mình hoặc là các bác cảm thấy khó chịu ở trong quá trình sử dụng ạ. Con này cắm như thế nào đấy em? Em sang. Con này cắm con lưng này. Thôi, chúc chỉ hai cái này. Đấy, cắm thêm con lưng. Hiện tại từ vang xuống lưng em vẫn còn đoàn khách nữa, các bác đang chờ sau khi chúng em lên cấu hình này xong cho các bác thì chúng em sẽ lần lượt đầu ghép vào các cấu hình khác cho thì chi tiết liên hệ mua sắm các bác vui lòng liên hệ với các số điện thoại 0365888988, 0368891555. Em gửi lời cảm ơn cũng như là xin hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.